Kính chào quý nhà đầu tư, clip này được tạo bởi công ty chứng khoán Zonta Việt Nam với mục đích hướng dẫn quý nhà đầu tư cách sử dụng công cụ Top Foreign Greener. Đây là công cụ giúp quý nhà đầu tư theo dõi diễn biến giao dịch của khối ngoại trên thị trường, cổ phiếu hoặc nhóm cổ phiếu cụ thể. Sản phẩm này sẽ giúp cho quý nhà đầu tư có cái nhìn trực quan và đánh giá được xu hướng giao dịch của khối ngoại trên nhiều khía cạnh khác nhau. Các dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng biểu hay biểu đồ trực quan và người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh theo các yếu tố. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đăng nhập vô trang web gsradar.zonta.com.vn. Sau đó, đăng nhập vào tài khoản. Quý nhà đầu tư có thể chọn cho mình những ngôn ngữ phù hợp như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa. Để sử dụng công cụ Top Foreign Greener, quý nhà đầu tư chọn Top Foreign Greener. Dữ liệu được cập nhật thường xuyên hàng ngày và được chia làm 5 phần chính. Tổng quan giao dịch khối ngoại. Giao dịch khối ngoại đột biến. Tỷ lệ sở hữu khối ngoại. Dữ liệu giao dịch theo nhóm ngành. Tải dữ liệu giao dịch. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phần đầu tiên, tổng quan giao dịch khối ngoại. Ở phần này giúp cho quý nhà đầu tư có cái nhìn trực quan nhất về động thái mua bán của khối ngoại, được thống kê cụ thể trên nhiều khía cạnh, từ tổng quát đến chi tiết. Ngoài ra có thể nắm được khẩu vị của nhà đầu tư khối ngoại dựa trên tỷ lệ giao dịch của khối ngoại so với thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khớp lệnh. Giao dịch của khối ngoại thỏa thuận. Giá trị lũy kế ròng của khối ngoại. Quý nhà đầu tư có thể thay đổi thời gian khi điều chỉnh công cụ dưới đây. Diễn biến giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Quý nhà đầu tư có thể theo dõi theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo quý hoặc theo năm. Tỷ lệ giá trị giao dịch của khối ngoại so với thị trường. Phần tiếp theo, giao dịch khối ngoại đột biến. Phần này giúp quý nhà đầu tư phát hiện ra top 10 mã được mua ròng và bán ròng nhiều nhất. Những phiên nào xảy ra lượng mua ròng bán ròng lớn trong chuỗi thời gian tùy chọn. Chúng ta có thể nhấp vào các biểu tượng bên phải này để xem dữ liệu theo hình thức bảng biểu hay biểu đồ trực quan. Phần 3, tỷ lệ sở hữu khối ngoại. Công cụ này giúp nhà đầu tư xác định được vị thế của khối ngoại ở nhiều mặt như trên thị trường, trong nhóm ngành và đối với từng cổ phiếu. Điều này cho thấy mức ảnh hưởng của khối ngoại như thế nào so với nhà đầu tư trong nước. Phần dữ liệu giao dịch theo nhóm ngành. Phần này giúp nhà đầu tư xác định được chính xác những nhóm ngành hiện đang được khối ngoại quan tâm theo từng giai đoạn thị trường nhất định. Theo dõi dòng vốn ngoại hiện đang tập trung vào nhóm ngành nào hay rút ra ở nhóm ngành nào.
Phần cuối cùng, tải dữ liệu giao dịch. Quý nhà đầu tư có thể tải về những dữ liệu thô theo những bộ lọc được chọn trước đó nhằm phục vụ cho các nhu cầu khác nhau của từng người sử dụng. File tải về được lưu dưới dạng file Excel đuôi .csv. File này quý nhà đầu tư không thể chỉnh sửa. Để có thể chỉnh sửa theo tiêu chí riêng, quý nhà đầu tư có thể copy sang một file Excel khác và tiến hành chỉnh sửa. Phần quan trọng nhất đó chính là bộ lọc. Quý nhà đầu tư có thể chọn thời gian lấy dữ liệu, sàn, ngành, chọn mã cổ phiếu mà quý nhà đầu tư quan tâm để lấy thông tin. Sau đó chọn kết quả. Quý nhà đầu tư có thể thêm, xóa bớt từng phần, xóa bớt từng mục bằng cách nhấp vào dấu X bên cạnh. Hoặc chọn xóa hết bằng cách nhấp vào nút khôi phục. Lưu ý, dữ liệu chỉ xuất được từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến nay. Công cụ Tufferon Greener là một trong những công cụ mà công ty chứng khoán Zonta Việt Nam cung cấp nhằm hỗ trợ cho nhà đầu tư giao dịch chứng khoán một cách dễ dàng hơn. Chúc quý nhà đầu tư thành công!